nay chúng tôi đến cái khu Vin này, chúng tôi đang thiết kế để cho thi công một cái dãy tường trọ ở đây. Chúng tôi bố trí là Vàng Anh, Quỳnh Anh nối tiếp nhau thành một dãy dài dây leo ở cái khung khoảng này để nó che bớt cái ô cửa kính cái mé bên đây. Thì mé bên đây chúng ta không thể hiện đồi tiểu cảnh. Thì bên đây tôi cho thi công trồng dây leo. Đây đây là tạm thời là tôi đưa ra cái ý tưởng để còn chờ cái quyết định của bên chủ nhà nữa. Cái con mé hàng rọ bên đây thì tôi cho trồng xen lẫn, thì những cây có mùi hương, ví dụ như là nguyệt quế này, mai hoàng hoàng lan tím này, mai đà lạt này, xong lại kế tiếp cứ thế nguyệt quế, hoàng lan tím, mai đà lạt kéo dài suốt hết cái dạng này. Vì bên đây nó có đồi tiểu cảnh ở bên này, tôi sẽ thiết kế có thể là đồi tùng cộng kết hợp với lại một số những tiểu cảnh ở dưới chân, tức là sẽ trồng những cái hàng rậu nó ở cái mức độ thấp lưng chừng để khi đi ở bên ngoài vào người ta có thể nhìn ngắm được cái tiểu cảnh ở bé trong. Còn ở bên kia thì trồng dây leo thì để che bớt cái khung cửa kính của nhà ở bé bên của gia chủ. Cái này là tôi cũng đã tạm thời tư vấn và xếp cây ở đây để coi như là về gia chủ tới đây chủ nhà về ngắm lại, sau khi quyết định được cái thiết kế của tôi thì sẽ cho tiến hành là trồng cây xuống. Thế còn đây nữa, cái dạng cuối này chúng tôi cũng đã cho thiết kế ở đằng sau này, đó là một dãy ngổ và vì thực ra đây ví dụ như cái chỗ này là đây là mình xếp vào đây là mình xếp cỏ mới lại đồi tiểu vào tiểu cảnh vào cái hòn đá này, còn cái khu cỏ ở chỗ này là mình sẽ tiến hành sau này mình sẽ giải kín chỉ để cách mép vòng quanh gốc cây khoảng độ 5 phân vòng quanh hình tròn thôi, chứ không phải là mình để một cái hình vuông to đùng ở đấy này, sau này đất nó lộn lên cỏ là trông rất là xấu. Bên kia cũng thế, bên đồi bên đây cũng thế, đây chẳng qua là mình để rộng để mình bố trí trồng cây cho nó dễ thôi. Sau khi trồng cây xong là mình cũng giải cỏ vào và kín mít vòng quanh, nó chỉ hở một tí vòng quanh gốc cây khoảng 5 phân đường kính vòng quanh thôi. Đây là một cái dãy bồn cao, có thể nói là thiết kế rất là hiện đại. Hiện tại thì rất ít cái bồn mà có thể thiết kế được đẹp thế này. Chúng tôi đã cho tiến hành thi công tạm trồng lưỡi hổ vào đây. Tuy nhiên gia chủ vẫn muốn là trồng lưỡi hổ thấp xuống một chút. Tôi nghĩ là thấp xuống một chút thì cũng vẫn sẽ đẹp hơn. Thế đây tôi sẽ thay hết những cây cao, mỗi trồng toàn những cây thấp tầm như này thôi. Và các bạn lưỡi hổ vẫn trông quá tỉ lệ so với cái đầu tường này, nó sẽ hợp lý và sẽ đẹp hơn. Còn bên trên này đó là cái cây cherry này là của gia chủ đã trồng sẵn. Tới đây chúng tôi đã tiến hành là đưa mũi bùn hoa này trồng kèm vào dưới chân. Ví dụ như dạ yến thảo, ngọc thảo, rồi là mai hoàng dạng như kiểu mai nhà Nhật hoặc là mai vạn phúc ở đây nữa, để cái dọc cây này nó sẽ có một bùn cây hoa dưới chân cái cây cherry này. Còn mé bên đây thì là sẽ tiến hành là trồng một cái dạng chắc ý. Ở đây là nó gần với cái bể cá tiểu cảnh, nên là tôi cho tiến hành trồng chắc ý, với cái chất lượng lá của nó là sẽ chắc và bền, nó sẽ ít rộng ảnh hưởng đến cái phần bể nước ở bên dưới. Cho nên là tôi đã cho tiến hành xếp tạm để cho gia chủ ngắm, và nếu mất ưng thì sẽ cho thi công trồng xuống. Dưới chân cũng có thể sẽ trồng kèm một đường diềm, có thể là lan thù, có thể là tóc tiên, cũng có thể là dương xỉ ở dưới chân này trồng kèm để cho nó tạo cái điểm nhấn cho cái thân gốc cây của cái thằng chắc ý nó đỡ bị trơ. Mé bên đây là cái tường cây. Ở dưới đây chúng tôi cũng mai sẽ thi công, đó là đưa cái mảng này lên, sẽ bắn vào đây. Bắn vào bức tường này. Bắn vào bức tường này. Sau đó sẽ cho cài gáo lên. Cây sẽ bố trí trong hình tường cây mà gia chủ lên. Đấy là cái bố trí là tường cây. Chỉ lắm đặt đây thì một dẫn dài. Cũng rất đẹp. Thay cái lan rủ nhiều lúc lá nó còn hỏng, chứ dương xỉ rất khó hỏng lá. Lá nó bền hơn. Trồng toàn bộ là chuối thiên điều, do chưa nhập được đủ cây nên là tôi mới trồng tạm được một dãy ngắn, sẽ tiến hành trồng hết suốt cho đến sát chân tường cây này, đó là cái dãy chuối thiên điều. Còn mé bên đây thì là do tiến hành gia chủ muốn trồng dưới gốc cây thế này là những cây mà rau lộc ăn, ví dụ như là hành, hẹ, lá lếp, mắc mật, rồi ví dụ như nha đam, chanh, gừng, quất. Tới đây trồng thêm cả kinh giới, tía tô và húng lộc xuống dưới nữa để cho thành một cái uống chung như kiểu đồ uống rau ăn. Mình có thể là vừa để làm cảnh mà cũng vừa có thể làm gia vị được. Đấy, còn cái bồn này nữa chúng tôi cũng đang tư vấn cho bên gia chủ. Tức là chưa có khu quanh khu vực nhà mình, chưa có một chỗ nào treo tường cả.
tôi định tư vấn cho nó thiết kế cho một cái hệ thống gạo ốp tường thành một cái bức tiểu cảnh trên tường, bằng gạo ốp tường ở đây với các màu sắc, các loại cây khác nhau, tạo thành một cái hình ở cái khu vực này. Dưới thì vẫn có thể trồng rau ăn ở cạnh khu này như bình thường, dưới là ta có thể trồng cải, trồng hành hay là trồng bất kỳ cái gì ta thích. Nhưng còn bên trên thì ta sẽ bố trí cho một cái hệ thống gạo ốp tường toàn bộ cái bức này. Tất nhiên là nó sẽ điểm tuyến cho một cái hình nhất định, ví dụ như làn sóng hoặc là gốc cúc hoặc là so le hoặc là thẳng hàng. Đấy là cái sự đồng ý của gia chủ, tôi sẽ đưa vào ốp vào để cho nó làm mẫu, sau đó thì sẽ thi công nếu gia chủ đồng ý là tiến hành nhất cái khu biệt thự hay là khu nhà ở căn hộ ở Paris 1406.